cái ái kiết sử hay là cái gì Phật dạy là hiểu như giờ rời bỏ cha mẹ người thân của mình sau rồi hiểu chánh pháp không? Phải hiểu chính xác nó như thế nào rồi mình trả như thế này rồi con giờ bỏ họ đi tu hành để không biết có tội lỗi với họ hay không nữa. Mình hiểu được rồi, nói là giờ mình trả như thế này rồi đầu tiên là họ chưa hiểu họ buồn đấy nhưng mà sau khi mình tu thành rồi họ hiểu rồi mình cứu độ cho họ những cái chỗ khó khăn này họ mới biết. Họ chưa hiểu đấy nhưng mà sau này mình cứu họ ở trong địa ngục hay những cái chỗ khổ đau hơn đấy mình độ cho họ giải thoát thì họ mới biết thì họ không khổ đau nữa thì khi đó là mình mới kiên quyết xả bỏ đó là hướng đến xả bỏ rồi như thế hắn mới hiểu rõ rồi hắn mới làm chưa hiểu mà nghe người ta nói mua mơ rồi hắn trả rồi cũng không được cái gì đó là cái xả bỏ. Nhưng mà nói với mọi người chứ để đạt đến cái tâm xả bỏ đấy còn lâu lắm không phải đâu xả bỏ rồi đến khi xả bỏ cái thân này nữa cơ nhưng mà mình biết một cái chắc chắn là tại sao giờ như con là con hướng tới xả bỏ là con biết một điều là chắc chắn gì cái thân này có giữ nó không chết con đố mọi người mà bảo nó không già không chết được mấy chục năm rồi mình đang trẻ nhưng mà kêu rồi hắn cũng bệnh hắn cũng già hắn chết đi mình đã bảo đừng có chết đó nhưng mà rồi hắn cũng chết nhưng mà mình biết như thế rồi mình tư duy nó sớm muộn gì hắn cũng bỏ mình hắn cũng chết đi thôi cũng không trẻ đẹp được nít nữa cũng không khỏe được nữa rồi cũng khọm quỵ rồi cũng lú lẫn cũng như thế thôi rồi cũng bữa nay thì đang trẻ như thế này nhưng mà mai mốt mình cũng thành người già giống như mọi người như thế rồi mình biết là mình không hướng đến xả nhưng mà cái đấy là cả một vấn đề nhiều đời nhiều năm nhiều cả đời kiên trì cái đó thì mọi người cũng tư duy như thế rồi nhưng mà tùy theo mức độ xả bỏ học tập cũng tùy theo căn cơ với sự nhận thức với trí tuệ của mọi người nữa cái này cũng do hình thành ở trong nhiều đời truyền kiếp của mình từng tu hành nữa giao duyên với Phật pháp bây giờ phước khánh sanh tới thì mình mới làm được. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con thấy hầu hết là ở trong những cái bài này đều hình ảnh chính vì thế là vâng phiền não thì tất cả mọi cái dục tham là phiền não đây ở cùng các thí sinh các bạn có thể về nhà nghỉ ở đây cũng được mọi người cứ nếu mà ấy thì lên chỗ thầy ở thầy anh này muốn ở đây ạ thì thầy cho anh này ở đây được anh này muốn ở thì con cũng nói với mọi người là con không có ở chung với người cư sĩ con ở người tu hành thì ở với con thì được nhưng mà mọi người ở thì ở cách mộ ra và chẳng hạn như mà mọi người ở đây á cứ ở mộ sát cách đây dạ tại vì cái đấy là mọi người vui vẻ nhỉ ai muốn ở cũng được tại vì nghĩa địa là của mọi người đâu phải của con đâu nhưng mà con là người giữ giới tu hành tập học á thì con không có ở chung với người cư sĩ thì là mọi người ở thì cứ riêng ra cách mộ ra là ở được hết. Thầy nếu mà ở cách đây nếu mà con là con gái mà đi ra trong kia giải mưa có được không? Thôi cần nữ nhân mà ở đây thì con đi nghỉ địa khác thôi chứ con và tại vì là nam không về gia đình nhà nghỉ à dạ người nữ thì đó con phải đi nó không được nên là vui vẻ nhỉ người nữ là tuyệt đối con không ở chung với bạch thầy con độn căn độn chỉ này con có đủ được không à được chứ mình đã nghe như thế mình giữ giới là lấy gì độn căn á những cái người mà độn căn độn trí là họ không nghe được kia họ nghe chính pháp họ nghe giữ giới họ nghe ăn chay nhưng
nhưng mà cô như thế không phải là đồn căn đồn dí, mà mình vẫn nghe được pháp. Dạ vâng, nên là mình vẫn cố gắng mình tu hành chứ, đấy là cứ ở nhà rồi giữ giới tu hành rồi. Hàng ngày thì con ra chùa, con tất cả con ra chùa để con chăm cây chăm hoa, con làm những cái việc gì làm được khả năng của con thì con làm ạ. Con giao duyên với Phật ạ. Vâng. Con giao duyên với Tam Bảo đã. Vâng, có giao duyên. Vâng. Rồi dần dần đủ phước rồi nói. Dạ, cảm ơn Di Đà Phật. Con kính chúc thầy luôn luôn có nhiều sức khỏe. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Con xin thầy con về ạ. Vâng. Con xin đặt lễ thầy ạ. Dạ, được rồi nhỉ. Lần nữa con xin đặt lễ thầy ạ. Vâng. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ui ui. Anh ấy đừng cho em lên mạng nhé. Em không cần muốn. Anh đừng cho em. Em không muốn lên mạng đâu. Dạ được rồi nhỉ, mọi người cứ về làm công việc của mình nhỉ. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Tối nay thì cho con nghỉ ở cái nghỉ địa này một hôm nhỉ. Ôi thầy, thầy sao thầy không vào nhà con? À con ở ngoài vắng vẻ này con ngồi thiền tu tập là được rồi, hạnh phúc rồi. Có mưa thì cho con tránh miếu. Dạ. Thầy vào nhà chùa. À hồi này có thầy đó tới mà kêu không lạnh về kêu có chùa mà con không ở chùa. Con bỏ chùa đi rồi. Giờ con bỏ nhà, con xuất gia. Con nói với bác nha, chẳng hạn như là con của bác. Xin bác đi xuất gia rồi tự nhiên lại chạy về nhà nhà xin ở nữa. Bác nói là nghe nói trước đi xin tu rồi mà giờ lại về nhà nữa. Sao lại về? Dạ, thì cho con dạ. Xin phép thầy à. Dạ, vâng, vâng. Thế thầy từ mãi đâu ra đấy? Dạ, con quê Hà Tĩnh nhưng mà con tu hành ở Nha Trang. Con đi ra. Nha Trang. Dạ. Có một chục cây cơ. Nha Trang, Khánh Hòa. Dạ, nó mời đi được rồi. Dạ, mời bác ơi, mời cái chỗ. Dạ, dạ, dạ. Bộ ra chờ quận đi được. Dạ, bác ngồi xuống chứ, như thế nó mỏi chân. Vâng, thôi rồi, con ngồi lại. Dạ. Con thì bộ hành từ Nha Trang ra, rồi phân tâm đi bộ lên Cao Bằng, Hà Giang. Ôi trời ơi, thầy đi vậy thì xa vậy thì làm sao mệt lắm ạ. Vâng, con đi nhiều tháng rồi, nhiều ngày rồi ra đây thì có mọi người á, đoạn từ Ninh Bình. Vâng. Thế cả. Dạ, con đi lại lại. Thế nhưng mà sao anh em mình ở đâu mà biết? Mà thầy duyên lại nên tin là để được gặp thầy, đi ở đang nghỉ trên đường. Mọi người là bây giờ là thưa bác là họ có cái thông tin, mạng YouTube lời hài lắm bác ạ. À. Đó là nhân viên thôi nhưng mà thầy biết. Vâng. Nhìn thấy ngỡ ngàng quá. Họ thông tin họ biết cả. Nên là họ tới.